Các doanh nghiệp cung cấp server trên thế giới đang chuyển dần sang cung cấp cloud server và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Vậy tại sao lại là cloud server? Đầu tiên, đó là tiết kiệm chi phí. Với cloud server, doanh nghiệp sẽ không mất chi phí để mua và quản lý máy chủ hay các vấn đề khác như là nhân sự, môi trường vận hành và khắc phục sự cố. Tăng tính tiện dụng. Với cloud server, doanh nghiệp có thể dễ dàng thay đổi cấu hình, nâng cấp hệ thống với toàn quyền quản trị, giảm độ phức tạp trong cơ cấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chỉ cần tập trung vào chuyên môn của mình mà không cần phải phân tán các nỗi lo về bảo mật server, về quản trị nhân sự hay gián đoạn hệ thống. Tại Việt Nam, CMC Telecom là đơn vị đi đầu cung cấp dịch vụ cloud server 100% SSD True Cloud. CMC Telecom có ưu thế lớn khi sở hữu hai data center đạt tiêu chuẩn Tier 3 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng hệ thống mạng viễn thông rộng khắp. Với lợi thế là đối tác chiến lược của Time.com, công ty hàng đầu khu vực Đông Nam Á về viễn thông và hạ tầng mạng, CMC Telecom tự tin xây dựng hệ thống cloud server phủ khắp khu vực với đường truyền kết nối riêng. Hệ thống cloud server dựa trên công nghệ ảo hóa KVM hiện đại giúp các máy chủ ảo được bảo vệ tối đa và cách ly hoàn toàn. CMC Telecom trang bị cho cloud server firewall layer 7 tích hợp thêm firewall layer 4 ngay trên màn hình quản trị, đồng thời cung cấp thêm hệ thống bảo mật IBM cho những khách hàng có nhu cầu bảo mật cao. Chúng tôi sử dụng 100% ổ cứng SSD thế hệ mới kết hợp với chip Intel E5 2680 V4 tân tiến. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, bạn có thể tự mình tạo gói và dễ dàng kiểm soát chi phí. Đội ngũ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng liên tục 24/7. Nếu như bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ cloud server, hãy chọn chúng tôi, CMC Cloud Server.